MSI 2021 chính thức khởi tranh từ ngày 6 tháng 5 với sự tham gia của 11 đội tuyển đến từ các khu vực mạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ngoài sự góp mặt của những cái tên đình đám như Showmaker, Prost, Siohu, chúng ta vẫn còn đó những gương mặt thực sự ấn tượng nhưng lại bỏ lỡ giải đấu này một cách đầy đáng tiếc. Vậy, họ là những ai? Đường trên, Nuguri. Sau màn trình diễn áp đảo ở chung kết thế giới 2020, Nuguri được xem là tuyển thủ hot nhất LCK và không có gì ngạc nhiên, anh đã được đề nghị nhận mức lương hàng năm thuộc vào hàng khủng nhất thế giới, có lẽ chỉ xếp sau chủ tịch Faker. Vừa rồi, Nuguri đã chọn Fortaleza Phoenix làm điểm đến. Kể từ khi thay đổi màu áo, Nuguri vẫn chứng tỏ mình không hề lạc lõng dưới đất đại lục. Anh vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, bất chấp những thăng hoa và nốt trầm liên tục xen lẫn trong giai đoạn mùa xuân. Xét về tổng thể, Nuguri không bỏ lỡ bất kỳ một dịp nào ở khu vực đường trên. Đó chính là một sự thích nghi của Nuguri với đội tuyển từng là cựu vô địch thế giới. Vai trò gánh đội trong vòng loại trực tiếp giai đoạn mùa xuân được Nuguri gánh vác cực kỳ xuất sắc với những vị tướng như Silas, Aurelia, Jace. Nhưng quan trọng nhất là Nuguri chẳng thể giúp đội để với ngôi vương. Hay nói cách khác là tập thể Fortaleza Phoenix đã không làm tốt trong loạt BO5 trận chung kết. Bản thân Nuguri đã làm hết sức mình và phối hợp nhuần nhuyễn với Duyen Bi. Nhưng rồi, những nỗ lực kết hợp từ Wei và Seohu đã gạt bỏ tất cả. Và nếu Phương Hoàng Lửa là đội tham dự MSI năm nay, chắc chắn Seohu là tuyển thủ đáng xem nhất ở vị trí đường trên. Đi rừng, Inspire. Mang lối ngược dòng ấn tượng của Matt Lyons đã khiến Rogue gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường tại trận chung kết LEC mùa xuân 2021. Tuy Rogue không thể lên ngôi vô địch, nhưng họ có tuyển thủ đi rừng cực kỳ ấn tượng, Inspire. Inspire là một trí người đi rừng linh hoạt nhất ở mùa giải này trong một meta phù hợp với lối chơi của anh ấy. Tuyển thủ này vừa tạo điều kiện cho người đi đường của mình có thể thuận lợi chơi chủ động, vừa biết cách tạo áp lực lên người chơi đi rừng của đối phương. Những người chơi đi rừng hàng đầu tại LEC như Jankos, Selfmade và Anjoya là những cơn ác mộng với các đối thủ khác, nhưng mỗi khi đối đầu với Inspire, họ hoàn toàn không thể làm gì được. Rue thường chiếm ưu thế trong giai đoạn cấm chọn bởi sự linh hoạt của Inspire, bởi hầu hết đối thủ thường nhắm vào vị trí của anh. Đó là điều kiện để Oduame và Larsen thoải mái trong việc khóa vào tướng thuận tay. Sức mạnh của Inspire với các tướng như Udyr và Hecarim, những tướng thống trị meta đi rừng trong những phiên bản gần đây, cũng như sự linh hoạt trong các lựa chọn bỏ túi như Lilia, Nidalee, Graves, v.v. sẽ khiến Inspire nổi bật tại MSI năm nay. Đường giữa Jovi. Khi Jovi rời Kingzone Dragon X để kết hợp với một đội hình mới gồm những cựu binh và tân binh chưa chứng minh được thực lực trong Hawaii Life, có vẻ như thần đồng của chúng ta đã có một bước lùi. Từng là một tuyển thủ trẻ, triển vọng nhất và xuất sắc nhất của Griffin, nhưng rồi Jovi buộc phải ra đi khi đội tuyển này sụp đổ. Jovi sau đó cũng đã tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng những khoảnh khắc tuyệt vời tại Dragon X, nhưng rõ ràng chưa bao giờ Jovi chạm tay được chiếc cúp LCK giành giá. Không ai dám khẳng định Jovi là đường giữa hay nhất Hàn Quốc, nhưng chắc chắn rằng cậu ấy luôn là điểm tựa đáng tin cậy. Hawa Life đã thổi luồng sinh khí mới vào Jovi, cũng như Jovi đã mang đến làn gió mới cho đội tuyển này vậy. Dù có những khó khăn nhất định, nhưng rồi, chỉ sau vài trận đầu tiên, Jovi đã tìm lại bản lĩnh cũng như phong độ thường có của mình. Bằng chứng là trong xuyên suốt giai đoạn mùa xuân, bao gồm cả vòng loại trực tiếp, tuyển thủ này đã mang đến 20 vị tướng khác nhau và đều đạt hiệu quả nhất định. Tuy vậy, những pháp sư kiểm soát hợp meta như Syndra, Azir, Victor luôn là sự lựa chọn hàng đầu, bên cạnh những Renekton, Aatrox, Rumble hay thậm chí là cả Lilia. Sự ổn định và cả khả năng đóng góp cho toàn đội của Jovi đã biến thần đồng này trở thành một trong những đường giữa đáng xem nhất thế giới, và vì không được tham dự MSI sẽ khiến Jovi bỏ lỡ rất nhiều điều đáng nhớ. Xạ thủ Viper. Bên cạnh thần đồng Jovi cũng có thần tiễn Viper, bộ đôi này từng là đồng đội cũ với nhau trong mạo Griffin. Năm nay, một trong những tổ chức eSports lâu đời nhất LPL đã quay lại với vị thế là đội tuyển top trên, không ai khác là Edward Gaming. Sau nhiều mùa vật lộn, EDG đã tìm ra công thức chiến thắng của mình trong giai đoạn mùa xuân nhờ vào Viper. Viper là chủ nhân của danh hiệu MVP vòng bảng cũng như tân binh của mùa giải. Đó là phần thưởng xứng đáng cho công sức của anh khi đã đưa EDG lên đầu bảng tại LPL. EDG mùa này đã khiến mình trở nên mạnh mẽ nhờ vào 3 mũi nhọn tấn công: Flandre đường trên, Scout đường giữa và tất nhiên không thể thiếu thần tiễn người Hàn.
Sau khi Uzi không còn xương hùng xương bá tại LPL, khu vực này vẫn chưa có một người đi đường dưới thật sự được cất cao tiếng nói của mình, dù đó là Jackie Love, LWX hay Huấn Phong, bởi họ không phải là ngôi sao số 1 của đội tuyển mà mình thi đấu. Và Viper có thể xem là người thừa kế Uzi, bất chấp việc anh đến từ Hàn Quốc. Sự thông thạo đa dạng các loại xạ thủ đã khiến Viper trở nên đáng sợ, nhất là khi anh sở hữu Kai'Sa, Xayah hay Aphelios. Và nếu được góp mặt ở MSI, có lẽ Viper đã có cơ hội viết nên tên tuổi của mình ở đấu trường quốc tế kể từ sau cuộc Pentakill tại chung kết thế giới 2019. Hỗ trợ Garia. Huấn luyện viên Danny của T1 đã cho rằng LCK mùa xuân chỉ là mùa giải thử nghiệm đội hình nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mùa hè khốc liệt. Và thực tế đội hình 10 người đã trải qua quá nhiều lần thay đổi nhân sự trong xuyên suốt mùa giải, dù đó có là vị trí nào. Thế nhưng chỉ duy nhất Kera là người được đánh chính thường xuyên toàn bộ các trận đấu mà không phải nhiều một suất cho đồng đội nào khác. Và nếu mùa xuân là một bài kiểm tra thì Kera đã xuất sắc vượt qua. Kể từ khi ra mắt trong mùa áo Kingzo vào năm 2020, tuyển thủ chỉ mới 18 tuổi để chứng minh mình là một trong những hỗ trợ đáng xem nhất Hàn Quốc. Những ngày đầu tiên với Kera, cậu đã biến mình trở thành hình mẫu chuẩn mà nhiều người vẫn đang theo đuổi. Đó là cách mà MetLife đã tạo nên cuộc cách mạng trong vai trò hỗ trợ với Azubu và CJ Anders Frost vào năm 2013, hay Mata, người đã sắm vai trò này của riêng mình tại Samsung Y một năm sau đó. Kera có số lần hạ gục và hỗ trợ nhiều thứ hai giải đấu LCK, chỉ xếp sau Barrel của Team One. Nhưng Team One là đội vô địch, còn T1 chỉ xếp hạng tư. Kera phải chịu rất nhiều thay đổi bởi toàn đội, nhưng rồi anh vẫn thích nghi và làm tốt vai trò của mình. Và nếu Kera thực sự có được một xạ thủ ăn ý, rất có thể họ sẽ trở thành bộ đôi đáng sợ nhất tại MSI năm nay.